Xin chào cả nhà. Bữa nay không có về quê cả nhà ơi, giờ đang ở nhà. Đang ở nhà, bữa nay quay clip ở nhà nha. Báo cho cả nhà tin vui. Bữa nay đi cả ngày. Đi cả ngày bữa nay luôn. Mình có mấy cái hồng nữa nha. Hồng của người ta cho nghe, chứ không phải là hồng của nhà mình đâu, hồng của người ta cho đó. Ổng cho là nguyên một thùng á, nguyên một thùng hồng luôn. Bữa trước là có ông kia ổng cho rồi, bữa nay tới mấy bữa nay ông này ổng cho nữa ông thùng, mà trái này trái bự nè. Bữa này là mình bỏ trong tủ lạnh lên đó nha, bỏ tủ lạnh này nó ngon lắm. Mình cả nhà cùng ăn hồng với mình rồi mình kể cho cả nhà nghe chuyện vui nha. Trái này nó bị gì vậy? Nó ngon sợ luôn mà nó bị gì nè. Hồng á, bên đây giờ đây là đang mùa hồng á cả nhà. Nhiều lắm. Nhà mình á không có trồng, đất nhà mình là cái gì như là mới làm đây á, chứ mấy năm trước không có trồng. Có cây mà nhà của bà vợ chồng á, có cây mà không ai chăm hết á. Không ai xịt thuốc, nó bị bù xích leo cả nhà. Nhiều lắm. Bù xích leo là nó không được, trái nó không ngon, nó bị đốm đen, nó không được ngon cho lắm. Nè cả nhà. Ngon. Ngọt lắm. Còn nhiều lắm luôn. Bữa hôm đó ông đem qua nguyên một thùng cho luôn mà. Cái bữa mà mình đi hái chắc cái trái gì đó. Không biết trái gì. Cái trái đó ở bên hàng á là nó kêu là cái gì? Cú chi bông. Mà mình kiếm ra, mình dịch ra nghĩa tiếng Việt thì mình kiếm không ra, không biết là trái gì luôn nữa. Mời cả nhà ăn hồng nha. Mật lắm người ơi, quá mật luôn. Bữa nay á, tính á, tại bữa nay trời thì bây giờ là mùa thu á, giờ trời cũng lạnh rồi, lá cũng vàng nó đỏ hết rồi. Tính đi ngắm lá vàng lá đỏ. Bữa nay là cái đáng lý là bữa nay mình đi làm đầu tuần á, mà tại vì công ty của mình nó hàng nó chưa về kịp á. Ngọt quá cả nhà ơi, ngọt lắm. Xin lỗi cả nhà nha, cả nhà thông cảm nha. Mình ở nhà mình hay bận đồ ngủ á, nên bận đồ ngủ quay luôn cả nhà. Ngọt hết biết mà. Ăn hết hai trái rồi. Hai trái ăn hết rồi. Còn nhiều hơn hai trái nữa. Để mai có rảnh, để mai mà nếu mà có đi quay lá vàng được á, mình quay về á hả cho cả nhà xem nha. Mùa này á đi ra công viên gần nhà cũng đẹp nữa. Vàng gực đó gực hết. Nhiều lắm luôn. Mai á mình được nghỉ nữa cả nhà ơi, tại vì công ty của mình á hàng nó chưa về nữa đó, mai được nghỉ nữa nên á mai á hả tranh thủ đi quay lá vàng lá đỏ cho cả nhà xem nha. Ăn hết cái miếng này xong xong nói chuyện vui cho cả nhà nghe nha. Cả nhà mình đi mình rửa tay cái mình mới rửa tay xong. Giờ mình kể chuyện vui cho cả nhà nghe nha. Chuyện vui của mình là chuyện gì kể cho cả nhà nghe nha. Chuyện vui của mình là mình đổi điện thoại rồi cả nhà ơi. Đổi điện thoại rồi.
tại vì cái điện thoại cũ của mình á, cái điện thoại cũ á, cái điện thoại này, cái điện thoại mình đang quay nè là cái điện thoại cũ nha. Cái điện thoại này á là iPhone 8 Plus, mình mua khoảng 5 năm rồi đó, xài 5 năm rồi đó. Thường á là bên đây á, người ta mua điện thoại á là hả, ta xài 1-2 năm là ta đổi điện thoại mới. Còn mình á hả, mình xài tận 5 năm luôn. Xài 5 năm luôn mà bây giờ quay nó cứ bị đơ, không cả nhà ơi, đơ. Đơ hoài à. Quay hả, có khi hả, tiếng có tiếng không, nó vậy. Mà nó mà quay nó hay cái dạng như là nó gung lắm nha. Mình quay á, ý là mình kèm cái điện thoại dữ lắm rồi đó mà nó vẫn bị lắc. Nó bị lắc coi không được, coi nhức đầu lắm cả nhà. Mình thường thường mình quay clip á, mình quay clip mình đăng lên cũng vậy nữa. Quay xong, quay rồi ha, đăng lên. Đăng lên rồi mình coi lại, mình coi lại mà mình còn cảm thấy đau đầu nữa đó. Mình quay lại mình còn cảm thấy đau rồi mình coi lại mà mình còn cảm thấy đau đầu nữa chứ đừng nói. Nên á hả mình quyết định mình đổi điện thoại mới. Đổi điện thoại mới mà điện thoại xài cũng lâu rồi. Cho nên á mình đổi điện thoại mới đặng mình quay clip cho nó rõ hơn với lại nó đỡ bị lắc hơn á cả nhà. Này, mình mới đổi điện thoại mới rồi cả nhà. Này. Đây, điện thoại mới mình đây. Đây, điện thoại mới mình đây. Mình mới đổi về chiều rồi cả nhà ơi. Mới đổi về chiều đi thăm thằng em gửi con chồng mình đó ở bệnh viện đó. Xong rồi tính là đi ngắm lá vàng lá đỏ đó mà đi đổi điện thoại rồi cái quậy á hả, hết mấy tiếng đồng hồ xong rồi không đi được luôn. Có ghé công viên tí xíu à, nhưng mà hả, ghé công viên tí xíu đặng mình quay thử đó. Mình nghe nói là cái điện thoại này nè là quay nó không lắc nha, nó không lắc, nó chống gung, chống lắc rồi đó. Cho dành cho những người mà có quay video đăng lên YouTube rồi đó thì nó thuộc dạng im á, nên nó mình quyết định mình mua cái này. Mình thì mua đặt tính là đổi hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua là đi lại thì nó không có hàng, nó chỉ có cái nhỏ ghi, còn những cái lớn ghi thì không có. Cái này của mình là 512 GB nha cả nhà. Cái nhớ là 512. Mình định đổi cái lớn nhất nhưng mà cái lớn nhất mắc tiền quá nhà ơi, không tiền đổi. Mắc tiền quá. Nên mình lấy cái 512 thôi nha cả nhà. Cái lớn thì mắc lắm, cái nhỏ thì cái này thì nó rẻ hơn được tí, cái lớn thì nó mắc hơn 300.000 cũng lắm. Cái này là cái 14 Pro Max nha cả nhà. 14 Pro Max. Nó có loại 14 Pro gì đó. Nhưng mà cái này là Pro Max nha cả nhà. Bây giờ mình dở ra coi cho cả nhà xem nha. Nhưng mà nói dở ra cho cả nhà xem vậy chứ trong chẳng có gì. Chẳng có gì cả nhà ơi, chỉ có sợi dây sạc. Có sợi dây sạc chứ cái đồ á hả, nhét sim. Chứ chẳng có gì. Chẳng có gì hết. Mình dở ra rồi. Nè, có được sợi dây sạc. Còn cái điện thoại đây. Đây, cái điện thoại. Cái điện thoại này cả nhà. Mình mua về á, tới giờ mà mình còn chưa có cài cái gì hết á cả nhà, nên chưa có quay được. Nếu mà quay video bằng cái điện thoại này á thì không có chỉnh sửa video được đó, không có đăng video lên được đó. Nên á mình phải mà hả, quay clip bằng cái điện thoại cũ nè cả nhà. Mình đổi chiều. Cái này, cái màu tím nè. Nhìn trong đây nó không có tím nữa, như cái đen cứ lui ha. Nhưng mà cái này là cái màu tím chứ không phải màu đen nha cả nhà. Nó là màu tím nha.
màu tím cà. Trái cà nó lợt hơn trái cà một tí, nhìn nó lợt hơn trái cà không ta, nó muốn lợt hơn trái cà một tí. Mà hồi chiều á mình có ghé công viên á, mình quay thử rồi nha, cực kỳ đẹp. À, cái video của nó là cực kỳ đẹp nha cả nhà, đẹp lắm. Mình quay mà tay mình có rung á, nó cũng không rung nữa nghe cả nhà, không rung luôn. Bởi vì á, cái này á, mình để dành quay video đồ á, cực kỳ hợp. Mình hồi chiều mình có thử rồi á, nhưng mà cái video hồi chiều á, để ngày mai á mình đăng lên cho cả nhà xem nha. Quay cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp lắm, mà nó không rung nữa chứ, nó không rung. Cái này á, ở bên Việt Nam mình không biết nó bán bao nhiêu, giá của nó là bao nhiêu mình không biết, nhưng mà cái này ở bên đây là giá 2.2 nha cả nhà, 2.2 tiền hàng. Còn nếu như mà mua cái lớn đi nữa, cái một tê đó là tới 2.5 nha cả nhà. Cái một tê là 2.5 rồi, cái này là 2.2. 2.2 mà tính ra tiền hàng là bao nhiêu ta, bây giờ tiền, ủa tính ra tiền Việt là bao nhiêu ta, để mình xem nha. Nếu như mà đổi ra tiền Việt là nó là giá của nó là 38.260.000 nghìn nha cả nhà. Theo như là mình đổi trên giá theo trên mạng á nha, giá trên mạng á, nhưng mà bây giờ tiền hàng nó đang sụt đó cả nhà, nó đang sụt dữ lắm luôn, nó mới giá này thôi. Nếu mà tiền hàng nó cao một tí thì cũng cỡ giá 3-4 triệu nha, nhưng mà nó chẳng có cho phụ kiện gì mình hết, chỉ có cho cái sợi dây sạc này thôi, có mỗi cái sợi sạc này thôi chứ không có gì hết. 38 triệu nha cả nhà. Nếu như tính ra như mua theo như mà mình mua bên Việt Nam á, thì nó rẻ hơn hay nó mắc hơn á, cả nhà cho mình biết với nha, tại vì mình không biết là bên Việt Nam nó bán giá bao nhiêu. Nhưng mà bên đây á, mình mua cái này á, đổi ra theo tiền Việt thì nó là vậy nha cả nhà. Cho có mỗi cái sợi dây sạc thôi. Rồi mình mua ngay cái đợt này nó có khuyến mãi cái vụ mà tặng tai nghe. Mình được tặng cái tai nghe cả nhà ơi. Tai nghe của nó có nhiều giá nha. Cái giá gốc cái tai nghe á, cái giá gốc của cái tai nghe mắc tiền á, kêu bằng cái gì đó, mình không gành lắm cả nhà ơi. Mấy cái vụ này mình không gành. Tai nghe nó có đủ loại, một cái là 300 mấy chục nghìn tiền hàng á, còn một cái là 200 mấy, cái là 400, ui đủ loại hết, nhưng mà mình không có gành lắm. Còn cái của mình nó cho là 170 nghìn nha cả nhà, 170 nghìn. 170 nghìn á, tính ra tiền Việt á là, ủa 170 nghìn hơn chứ, 170 nghìn hơn. Cái đó là cái rẻ nhất nha cả nhà, cái nó cho mình là cái rẻ nhất là được 170 nghìn, là được đâu khoảng 170 nghìn hơn là khoảng 3 triệu tiền Việt Nam. Nếu là đổi ra tiền, lấy thẳng tiền hàng đổi ra tiền Việt Nam luôn á, là nó được cái giá đó. Cho nên á, mấy cái mắc tiền mấy trăm ngàn, nó trời dễ vậy, nó cho cái rẻ nhất. Nó cho cái rẻ nhất là như dễ vậy, cho mấy cái mắc tiền. Nó là gì? Thôi bây giờ mình chia sẻ với cả nhà cái niềm vui của mình là nó về lại vậy nha cả nhà. Tại vì cái điện thoại mình nó xài lâu năm quá, quay video nó bị lắc quá đi, cho nên mình mới đổi chứ thật sự là mình cũng không muốn đổi đâu. Tại vì quay video nó vừa không đẹp, mà nó không màu mè, mà nó xáo á, nó không có đẹp cả nhà, tại nó lâu đời quá. Nó lâu đời quá, với lại một cái thứ hai nữa, với lại một cái điểm quan trọng nhất là nó bị lắc. Nếu như mình cầm cái điện thoại mà bây giờ mình dựng nè, cái điện thoại của cái này nè, bây giờ mình dựng tại chỗ gì á thì nó không gì.
xài nó vẫn bình thường, nó vẫn im bình thường, chẳng có gì hết. Nhưng mà mình cầm mà mình quay, mà mình đi quay cảnh nè, hay là mình quay mình để trái cây, hay là nhổ cây, nhổ gao gác rồi đó, nó lắc lắm cả nhà ơi, nó lắc lắm, xem mà đau có đầu á. Cho nên đó hả, mình quyết định đó đổi điện thoại rồi rồi quay những cái video đẹp hơn cho cả nhà xem nha. Bây giờ cái niềm vui của mình là đổi điện thoại với nó, mình chia sẻ với cả nhà. Nếu cả nhà thấy cái video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Giờ mình chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Bye cả nhà nha.